Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khu vực trường trung học cơ sở nói riêng và trên địa bàn xã Giao Thiện nói chung. Sáng ngày 14 tháng 10 tại trường trung học cơ sở Giao Thiện, xã Giao Thiện phối hợp với trường trung học cơ sở Giao Thiện tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt mô hình trường học an toàn giao thông. Về dự buổi lễ có đại diện công an huyện, lãnh đạo xã Giao Thiện, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Trường trung học cơ sở Giao Thiện được đặt tại thôn Pọng, xã Giao Thiện. Các tuyến đường giao thông đến trường với địa hình dốc khó khăn cho người dân và học sinh khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trường học nằm ngay ngã ba khu dân cư, một số tuyến đường xuống cấp đi lại khó khăn, nên có một số gia đình cho con em học sinh đi học bằng xe mô tô, một số cho con em mình đi xe đạp đến trường. Lòng đường trước khu vực cổng nhà trường hẹp, chưa được 6 mét, địa hình dốc. Do đó, trong các buổi tan trường, số lượng phương tiện tham gia giao thông đông dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông. Việc ra mắt mô hình trường học an toàn giao thông sẽ góp phần đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh nhà trường trong việc nâng cao ý thức, chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh. Tại buổi ra mắt mô hình, xã Giao Thiện đã công bố quyết định thành lập mô hình trường học an toàn giao thông với 16 thành viên, gồm cán bộ xã Giao Thiện, công an xã, giáo viên và đại diện học sinh các khối lớp và ban đại diện hội phụ huynh học sinh của nhà trường. Mô hình trường học an toàn giao thông có trách nhiệm phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến giáo viên, học sinh, công nhân viên chức của nhà trường và nhân dân sống quanh khu vực cổng trường. Trực tiếp duy trì, tổ chức kiểm tra hướng dẫn, theo dõi việc chấp hành luật giao thông đường bộ của học sinh và phụ huynh tại khu vực cổng trường trong các khung giờ cao điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Việc thành lập mô hình với mục đích huy động sức mạnh của các lực lượng, gồm công an xã, các ban ngành đoàn thể, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và nhân dân, phối hợp với ban giám hiệu nhà trường trung học cơ sở Giao Thiện, thực hiện đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, thường xuyên duy trì hoạt động, sự phối hợp của các lực lượng tham gia, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự an toàn giao thông, tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh môi trường tại nhà trường. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân xã đối với các lực lượng liên quan để thực hiện mục tiêu chung, duy trì sự hoạt động ổn định và hiệu quả của mô hình, đảm bảo tính đồng bộ, nghiêm túc, gắn với thực hiện nội dung của tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tại buổi ra mắt, các đơn vị đã tổ chức ký cam kết thực hiện quy ước phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại trường trung học cơ sở Giao Thiện.